Em xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh của Đường Phố Hà Nội ngày hôm nay. Hôm nay em lại có mặt ở khu phố Châu Âu Thu Nhỏ ở sát bên Hà Nội. Đó chính là cái khu Mega Grand World. Cái khu này mới khai trương hôm 21 tháng 12. Tuy nhiên là bây giờ đang còn rất hot, rất là đông mọi người đến đây tham quan thắng cảnh, đặc biệt là cái dịp lễ dương lịch đợt này. Cái chỗ chúng ta đang thắng cảnh đoạn đầu tiên đi vào đây thì nó chính là cái cây cầu, một cái cây cầu giống như ở nước ngoài. Còn hướng chúng ta nhìn vào kia thấy ở bên trong nó chính là cái khu thiết kế theo kiểu châu Âu đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan cây cầu này trước nhé. Cây cầu này thì nhìn nó phong cách giống của nước Pháp ấy, Ý gì ấy, em không rõ lắm. Đây mọi người trên này chơi thì rất là đông vào cái ngày nghỉ này. Đấy, cái cột phía bên kia, cái dãy nhà phía bên kia được thiết kế theo phương hướng của châu Á nhé, cụ thể là kiểu giống Hàn Quốc ấy. Cái cây cầu này người ta gọi là cái cây cầu Đông Tây thì phải. Đó, mọi người ở đây rất là chụp ảnh đẹp và đông. Đây mọi người đang chụp này, view rất là đẹp. Ở cái cột này có những cái tròn nhỏ này là cái bóng đèn đấy, buổi tối nó lên đèn điện thì rất là đẹp luôn. Ở góc nhìn này chúng ta thấy có những cái khu nhà xanh đỏ tím vàng ấy. Bây giờ chúng ta sẽ xuống để vào bên trong nó. Ở trong kia cái khu nhà xanh đỏ tím vàng nhiều màu sắc bảy sắc ấy, một trong khu đẹp nhất đấy. Em định đi thang máy cơ, nhưng nghĩ chờ lâu lại thôi nên em sẽ cùng quý vị đi bộ xuống bên dưới cho nhanh. Đấy, ở bên dưới cũng có những cái quả cầu tròn như thế này. Đấy là lối đi vào ấy. Không biết là ý nghĩa là gì, em chưa tìm hiểu cái nhiều màu sắc của những quả cầu đó. Hôm nay thì mọi người đến đây rất là đông, ô tô thì để kín luôn. Ở đây có một đặc điểm là chỗ đỗ xe rất nhiều nhé, mọi người có thể đỗ miễn phí thoải mái xung quanh. Vẫn chưa đang phân là đỗ chỗ nào. Có chỗ đỗ phân rồi nhưng mà chủ yếu là chúng ta vẫn thích đỗ xung quanh được, theo sự chỉ dẫn của mấy anh bảo vệ loanh quanh đây là được. Đây mọi người sẽ chụp ảnh đây rất nhiều. Hôm nay thường chủ yếu đến đây là những gia đình ấy, các bạn trẻ cũng như là những gia đình được nghỉ dịp lễ dương lịch thì đến đây chơi. Cái khu này sẽ được mở cửa ấy, có những cái sự kiện là từ 21 tháng 12 khai trương, còn theo lịch trình là đến khoảng tháng 3. Đấy, thế chúng ta có rất nhiều thời gian để đến đây vui chơi. Buổi tối đang có rất là nhiều sự kiện, còn Tết dương lịch đợt này thì có sự kiện là ca nhạc, như là buổi tối bật pháo hoa chào năm mới. Đây, đây cái cây cầu ấy, các bạn thấy rất là đông du khách. Nhiều người sẽ bảo là cái khu này sẽ bị thất bại ấy, nhưng sự thật rất là đông ấy. Chắc các bạn là kiểu như là, hiểu sao có nhiều bạn nhá, nhìn những cái kiểu như rất là mới, đẹp các thứ là các bạn lại hay kiểu hơi tiêu cực một tí. Nhưng mình thấy mình cứ tích cực là mình cứ đến, mình chơi, mình xem. Tất nhiên đây là cái dự án ấy, dự án thì người ta cũng sẽ, sau này người ta cũng sẽ bán thôi. Thì nhiều người tiêu cực mà là không ai ở hay là không ai mua nào kia, nhưng mà sự thật vẫn có rất nhiều người mua nhé, rất nhiều người mua và rất nhiều người ở đây. Bằng chứng cho thấy là tất cả cái mặt tiền ở những cái khu phố này nhé đều kín hết các gian hàng, không còn cái nhà nào, gần như không còn cái nhà nào mà không có gian hàng. Tí nữa chúng ta đi sẽ thấy là các gian hàng mở hết rồi. Đấy, nhà thì bảy sắc cầu vồng, mọi người đứng một cái cây cầu này chụp ảnh thì rất là đẹp. Đây, ở bên dưới thì chúng ta nhìn thấy là có con sông này. Con sông này cũng mô phỏng theo kiểu Italy, sông Veni. Đấy, đây, mọi người ăn mặc rất là đẹp, đi chơi mà, kiểu đi chơi du xuân ấy, đầu xuân. Thời tiết thì hôm nay lại thời tiết rất đẹp, nên mọi người có thể mặc áo cộc tay cũng được, hoặc một cái áo khoác mỏng. Mùa đông lạnh nhưng mà trời lại có nắng, nhiệt độ khoảng độ 20 độ C nên là thoải mái thôi, không có gì khó khăn cả. Mặc áo nhiều cũng không nóng mấy, mà mặc ít áo cũng không lạnh lắm. Thời tiết rất là chiều lòng người để mọi người có thể tham quan du lịch ở đây. Em nghĩ là sau này chỗ này cũng sẽ vẫn đông thôi, bởi vì là có cái chỗ chụp ảnh đẹp ấy, chỗ chụp ảnh rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan, đi loanh quanh đây để cho mọi người cùng xem toàn bộ cái khung cảnh này.
dành cho những cái bạn nào mà ở xa chưa có dịp đến đây để tham quan cái khu vực này được. Em thấy đây là một trong những khu vực ở Việt Nam đầu tiên ấy mà thiết kế theo phong cách của châu Âu mà rộng, mà quy mô như này. Thật ra cái khu theo kiểu phong cách châu này ở Phú Quốc cũng có rồi, nhưng em thấy cái chỗ này là quy mô cũng phải hoành tráng hơn, đẹp hơn. Ở đây thì có một cái cửa hàng đang có cái hình của Ngộ Không, cho nên là các bé em đứng đây nhiều như là con robot ấy, không phải người đâu, cao lắm, 2 mét mấy. Nếu em vào gần thì thấy nó như là bằng sắt ấy, không biết có người bên trong điều khiển nào không, nhưng mà đấy, thấy cao lắm. Thì ở trên con đường này sẽ có rất là nhiều nhãn hàng, chủ yếu là đồ ăn, khoảng 300 thương hiệu ăn uống, một số thương hiệu quần áo. Mọi người đến rất là đông. Về chụp ảnh ở đây thì đây, mọi góc chụp ảnh rất đẹp. Đây, đây là một góc nhỏ thôi nhưng mà rất là đẹp. Kẻ chúng ta có đi châu Âu thì nó cũng na ná như thế này. Đây là kiểu một dạng châu Âu thu nhỏ lại để cho mọi người có thể tham quan. Chúng ta tiếp tục đi xuống đoạn này. Thật ra chúng ta lúc đi ở cái cây cầu Đông Tây đi vào nó lại là ở đoạn giữa. Còn đoạn đầu bây giờ chúng ta đang đi ra thì đây mới lại là đoạn đầu này. Đây đoạn đầu này sẽ có một cái cửa đi vào. Đoạn này là đoạn water taxi, là để cho chúng ta đi thuyền ấy. Rất là đông luôn. Đây có rất nhiều các bạn trẻ và các gia đình cho các con em đi chơi. Đây là đoạn đầu. Bây giờ chúng ta đang đi đoạn đoạn đầu thì ở ngoài vào có một cái bức tượng kìa. Bức tượng cũng theo phong cách châu Âu. Ở ngoài vào có một cái cổng rất là đẹp. Đây chính là cái lối vào, cái cổng của lối vào. Còn ở tất cả các ngã rẽ các thứ đều có cái lối vào hết. Ở đây đều có các lối vào từ nhiều hướng khác nhau. Đây là cái cổng kìa, chúng ta đọc Mega Grand World Hà Nội, khai trương 21 tháng 12. Thật ra trước cái dịp khai trương 21 tháng 12 thì cái khu này cũng đã du khách đến rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là cái dịp sau khi khai trương ấy thì mọi người bị biết đến nhiều hơn, cũng như là các gian hàng ấy được mở nhiều hơn, cũng có nhiều sự kiện ca nhạc nước nhiều hơn, nên mọi người đến đây chơi rất là đông. Lúc em đi là bây giờ mình chỉ khoảng 9 giờ sáng thôi, lúc muộn muộn hơn, lúc về lúc 10 giờ 11 giờ đông lắm, ô tô còn tắc cả đường vào cơ, hết cả đường. Cái khu vui chơi rất là rộng. Ở đây là có một dãy sát sông nhé, xong lại một dãy để sát đường nữa. Và cái đoạn đi ở giữa ấy, giữa hai cái tòa nhà nhìn thực sự luôn các bạn, là ai không đến đây bạn cứ không biết. Ở trong cái khung hình như này, đây các bạn nhìn cái khung hình như này, bạn lên ảnh thì những ai không biết cái vị trí địa điểm này, khẳng định các bạn cứ nói mạnh dạn nói ở nước ngoài thì chắc chắn người ta tin luôn. Vì đây là một phong cách rất là đặc trưng, rất là màu sắc châu Âu. Nhà cửa rất là nhiều màu sắc. Hiện tại thì ở cái phía đối diện có xa xanh, đỏ, kia tím, vàng hàng, cái dãy này mở đầy đủ rồi. Màu cả. Còn mình đi dãy này thì vẫn chưa mở ở cái khu bên trong này. Cái phía đông đông đằng xa trên kia kìa, thì mọi người mở hàng ở phía bên trong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan cái hình ảnh cảnh tượng đẹp này, xem như thế nào. Khá là rộng ấy. Clip này của em khoảng độ cũng khá dài, dài lắm. Ở đây có mấy chục phút đi hết khu này, đi bộ nhà lẫn tham quan. Nên sẽ cắt giảm khoảng độ còn hơn 25 phút một tí, thì để mọi người sẽ cùng xem, để xem được, mình xem được toàn bộ khung cảnh ấy. Nhiều khi mình xem có một góc thôi, mình không hình dung được.
Đây, ở đây có một bạn, bạn đang chụp ảnh rất là đẹp luôn, check in đây. Đây, đây là cái cổng, cái trụ, cái đoạn mà lúc chúng ta bắt đầu vào ấy. Đấy, thì chúng ta đi theo từ lễ giờ là mới được có khoảng độ 1/4 thôi. Bởi mình đi từ chỗ này xong lại vòng lên đầu mà, từ phía dưới này xong lại còn vòng đến tít cuối kia còn đường nữa cơ. Thì bây giờ chúng ta mới đi được có 1/4 thôi. Nhưng em sẽ đi ở những cái chỗ mà nó rất là đẹp. Cầu ấy rất đẹp luôn. Đây đây cái cổng. Cái cổng này có cả thang máy cơ. Đấy, lúc mà em bảo là đi thang máy nhưng mà thôi mình đi bộ xuống. Đấy, đây cái lối vào mà lúc nãy mình đi xong rồi mình sẽ lên cái cây cầu luôn ấy. Đây đây rất là nhiều bạn trẻ ở những cái nơi lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Đông Anh hay là Long Biên thì sang chơi rất là đông. Đấy, lúc nãy mình ta đi là phía bờ sông bên kia, còn bây giờ mình đang đi phía bờ sông bên này nhé. Đây đấy, một cái xích đu, cái vòng quay ngựa ấy. Cái này mình thấy ở châu Âu có nhiều. Xem cái phim như kiểu nước ngoài ấy, trẻ em rất thích chơi cái kiểu xích đu quay, kiểu các con vật ngựa ngựa như này. Đẹp lắm, buổi tối cái đèn này đẹp thôi rồi luôn các bạn. Còn bây giờ đang là buổi sáng. Một khung cảnh rất là đẹp. Mọi người đi chơi thì cũng thong thả. Dịp nghỉ lễ dương lịch này của mọi người kéo dài khoảng độ thứ hai chủ nhật, thứ bảy, có những người được nghỉ tính ra được 3-4 ngày đấy. Còn đâu lịch bình thường chỉ được khoảng 2 ngày thôi. Có người xin nghỉ thêm ấy. Đây, hầu như là các gia đình đều có con em, cả gia đình đi chơi. Ở đây thì có rất nhiều hàng ăn uống. Cảm ơn mọi người. Rất là đông. Mọi người đến tham quan. Ở dưới này có những cái cửa hàng, cửa hiệu. Đây cái hướng này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là cái chữ khô để mà chúng ta đi thuyền ấy. Hôm nay đi thuyền thì rất là đông luôn, xếp hàng. Xếp hàng kiểu đi thuyền luôn. Bởi vì đi này đi một vòng, đi tít xuống bên dưới kia mà. Mọi người đang ở đoạn đầu rất là đông. Đây mọi người đang ở chỗ này. Khá là đông ở chỗ này đây. Đây mọi người đang xếp hàng để đi xuống đi thuyền đấy. Mà cái góc nhìn này cũng là đẹp luôn. Các bạn nhìn góc nhìn này. Đẹp tuyệt vời không? Đấy, một khung cảnh rất là đẹp. Có thể nói một trong cái hình ảnh đẹp nhất của khu này là chỗ này này. Có thể nhìn được toàn cảnh mà. Rất là đông người đến. Có thể nói là trong vòng hôm nay ngày mai ở khu này rất là đông luôn. Dịp nghỉ mà. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng xuống phía bên dưới này. Chúng ta đi thẳng xuống phía bên dưới này, chúng ta sẽ thấy được một con thuyền rất là khổng lồ ở đoạn ở giữa lòng sông trong kia. Bây giờ chúng ta sẽ đi bộ dần ra cái chỗ dòng sông đó. Thì mọi người cứ tranh thủ cùng em vừa đi vừa xem cảnh xung quanh. Em sẽ cố gắng quay hết các ngóc ngách, kể cả chỗ đẹp lẫn chỗ xấu, để cho mọi người hình dung ra cái khu này như này. Cái khu này nó độc này như này. Nói chung là cái khu này được thiết kế khá là đẹp ấy. Nên là hầu như những cái góc quay nào ấy, nó cũng đều lên hình đẹp cả.
rất nhiều bạn bạn đến đây bạn quay clip xong rồi đi dạo bộ. Đây ở ven sông thì có cái bức tượng là thiên cá, mỗi bức tượng đều có rất là đông mọi người thay nhau để vào chụp ảnh. Dòng sông thì rất là xanh và đẹp. Những đôi bạn trẻ đang chụp ảnh. Có thể nói những ngày này là cái địa điểm hot nhất chính là cái Mega Grenoble này, thu hút toàn bộ lượng khách ở xung quanh khu vực trong khoảng bán kính khoảng 10 cây số là mọi người sẽ về đây xem. Có những du khách thậm chí còn xa hơn, mình thấy một số các bạn còn mang cả vali cơ, có nghĩa là các bạn ấy là khách du lịch ở những cái tỉnh xa hơn ấy, rất là xa, có thể là đến Hà Nội chơi thôi, chủ định là vào Hà Nội chơi trung tâm như là Hồ Gươm, phố cổ hay một số địa điểm nào đó, hoặc đi du lịch đâu đấy qua đây. Tiện thể là cái khu này đang đẹp, bạn ấy vào đây xem luôn, các bạn còn mang cả vali mà kiểu như là đi xong rồi lại đi luôn đấy. Rất nhiều các bạn mặc, đây là phong cách kiểu như là hóa trang để mình chụp ảnh nữa. Ở dòng sông này thì mình thấy có hai cái cây cầu để bắc qua sông. Ở đây có một cái dãy nhà nhé, quán ăn này thì sát sông luôn, view rất là đẹp. Có một số những cửa hàng thu hút khách du lịch mà khác sẽ có những cái sự kiện bên ngoài, ví dụ cửa hàng mở xong là sẽ có tặng bóng bay, có cửa hàng sẽ khuyến mại giá rẻ đồ ăn. Ở lác đác ở trên đường đi sẽ có những cái bàn, cái ghế, những cái bàn, cái ghế có cái ô phía tay phải chúng ta ấy, sát sông ấy. Đấy, để mọi người có thể nghỉ ngơi. Những hình ảnh rất là đẹp đó, các bạn thấy đang đi thuyền đấy. Đi thuyền chụp ảnh. Ngày nay thì cái sự phát triển của công nghệ của cái máy ảnh của điện thoại ấy, mọi người có thể lưu giữ những cái khoảnh khắc của mình mà chụp ảnh xong thì nó cũng rất là đẹp luôn. Cũng như ngày xưa ấy, đi chơi nhưng mà lại không lưu giữ được ảnh. Không biết các bạn có rơi vào cái hoàn cảnh giống như mình kiểu ngày xưa không? Tức là đi chơi, thích chụp ảnh nhưng mà không có máy ảnh. Ngày xưa làm gì có, mà máy ảnh thì mờ. Thì những cái khu này người ta lại có những cái thợ ảnh ấy. Thì mình đi chơi nhiều khi mình chỉ có đi tiền thì mình đi chơi mà mình đóng cảnh thôi. Ăn chả dám ăn, thì chụp ảnh thì nhiều khi không dám chụp ảnh. Ngày xưa cái thời khó khăn ấy, đi chơi thì toàn thì đôi chơi không, chả có lưu giữ được kỷ niệm gì. Bây giờ phải có những cái điện thoại, cái máy ảnh ấy rất là rẻ, tích hợp điện thoại chúng ta chỉ khoảng, điện thoại bình dân chỉ khoảng 3 triệu thôi, chụp ảnh rất là nét, rất là đẹp rồi. Chưa kể có những cái điện thoại xịn, nhiều bạn trẻ là có những cái điện thoại rất là xịn, giá khoảng 10 triệu thì chụp ảnh nét. Nói chung để mà so sánh những cái máy ảnh hay những cái thợ ảnh ấy, thì chúng ta chụp thợ ảnh chụp được 10 chúng ta cũng phải được 7 đến 8 phần đẹp. Ngày xưa đi chơi thì kia chỉ dám chụp vài bức ảnh thôi. Bây giờ thì cứ chụp thoải mái. Như em hôm nay đi chơi em quay hết toàn bộ để giới thiệu cho mọi người luôn. Ở đây thì chúng ta thấy một cái đội kèn trống này. Đấy, họ tí nữa là sẽ thổi. Họ sẽ đi để thổi đấy. Họ căn là căn đúng giờ luôn nhá. Đúng đến giờ thổi người ta mới thổi, chứ không phải là
người ta cứ linh tinh thổi lúc nào thì thổi đâu. Đúng đến giờ đã quy định người ta sẽ thổi, người ta đi ra kia. Cái vị trí chúng ta đang đứng đây là một trong những vị trí em thấy là đẹp nhất ở khu này luôn đấy. Bởi vì vị trí này nhá, chúng ta thấy này, toàn cảnh đúng không? Rộng, nhìn thấy toàn bộ khu nhà ở giữa, hình dung ra toàn bộ khu này như thế nào. Ở phía bên phải chách chách thì có con thuyền rất là to. Mà chính cái vị trí này buổi tối thì sẽ có nhạc nước, nhạc nước biểu diễn ca nhạc. Còn kia là đang có một cái xa xa kia đang có một cái sân khấu. Cái sân khấu này có lẽ là phục vụ cho cái việc sự kiện đếm ngược vào Tết Dương lịch. Đó, chúng ta thấy toàn cảnh rộng và đẹp như một cái quảng trường ấy, rộng luôn. Đây con thuyền to. Cái vị trí kia có cái quán nhậu nhỉ, quán nhậu tự do kia. Thật ra mà quán này mình thấy nổi tiếng nhưng mà mình thật ra mình chưa ăn bao giờ. Cái quán này phải nói là cái cách và cái tính rất tốt luôn. Cái vị trí ấy, vị trí đẹp nhất luôn nhá. Mà buổi tối ấy, ở chỗ này nó biểu diễn nhạc nước các thứ. Cái quán nhậu này nó sáng bừng lên luôn, kiểu như cũng là một cái phần đẹp ấy. Em bao nhiêu người cứ đến đây người ta ăn uống xem những thứ là quán ấy nổi tiếng. Mà sự thật là cái dịp Tết này nhá, Tết Dương này nhá, buổi tối hết bàn rất nhanh luôn. Hôm trước mình xem, mình định vào mình xem thôi ấy, mình không ý định đặt đâu nhưng mà nó hết bàn từ rất lâu rồi. Đây, mời các bạn nghe tiếng thổi kèn một chút. Khi làm cái chương trình thổi kèn này mấy nhịp ấy, bởi có lúc thì mình gặp buổi sáng, lúc mình lại gặp tầm chiều chiều. Mọi người thấy những cảnh này cũng rất là lạ, và em thấy lạ, có bao giờ được thấy thổi kèn bao giờ đâu. Nó đây, ở đây có đài phun nước ở giữa đây, đẹp, phải nói rất là đẹp. Nếu mà nói ở Hà Nội ấy, nói để nhân tạo lên ấy, thì không có khu nào đẹp khu này. Khu này đẹp nhất, em khẳng định. Nếu mà nhân tạo do con người tạo dựng lên, đẹp. Đây mọi người đi theo xem rất là đông luôn. Bạn nhìn bên này, bờ sông bên kia, như này phải rất đông đấy các bạn, bởi vì là cái khu này rất là rộng mà. Đây mọi người ngồi đây chơi đông, đông ơi là đông luôn đi, chứ không phải đông vừa. Nếu mà cái buổi tối có chương trình bắn pháo hoa nữa thì không biết đông như nào. Mọi người đang ngồi xem, vừa ngắm cảnh vừa chơi. Xong cái đoạn thổi kèn này thì chắc là em sẽ dừng clip ở đây. Quý vị các bạn nếu mà xem thì cho em một like, một share, cũng như là nếu quý vị các bạn có comment gì hay là mong muốn em quay những địa điểm nào hay chơi đoạn địa điểm nào với con đường nào thì em sẽ đến địa điểm đó để quay. Kiểu em có công việc em tiện đi qua đấy thì em sẽ quay vào để cùng cho mọi người cùng xem. Xin chào quý vị và các bạn.